Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải bài toán tìm M để hàm số y bằng ax mũ 3 cộng b bình phương cộng c cộng d đơn điều trên một khoảng cho trước. Đó là khoảng a cộng vô cực hoặc trừ vô cực a hoặc khoảng ab. Đây là ba cái dạng bài tập mà các em cần phải nắm vững, bởi vì những cái bài này thường ra hoặc là phát triển thêm trên các cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để hiểu được vấn đề này thì chúng ta đi giải các cái bài tập sau. Câu 27, cho hàm số y bằng x mũ 3 cộng 3x bình phương trừ m x trừ 4. Tập hợp tất cả các giá trị tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng âm vô cực không là. Chúng ta có 4 đáp án để lựa chọn. Bài này chúng ta có thể giải trên máy tính một cách độc lập vẫn cứ được nghe kẻ. Tuy nhiên thầy sẽ giải cho các em bằng phương pháp tự luận. Để trên cơ sở tự luận thì các em có thể tham khảo thêm cái cách giải trên máy tính cầm tay. Bây giờ trước hết chúng ta đi tìm đạo hàm. Y phẩy sẽ bằng 3x bình phương cộng 6x trừ m. Dựa vào tính đơn điều, tính chất đơn điều của hàm số, đó là hàm số đồng biến trên khoảng, thì chúng ta viết điều kiện để hàm số đồng biến trên một khoảng âm vô cực không. Hàm số đồng biến trên khoảng âm vô cực không thì nó tương đương với đạo hàm lớn hơn hoặc bằng không với mẫu x thuộc cái khoảng này. Chúng ta thay y phẩy vào thì nó tương đương với là 3x bình phương cộng 6x trừ m lớn hơn hoặc bằng không về mọi x thuộc khoảng âm vô cực không. Thầy sẽ chuyển m về một vế thì thầy đảo vế thì thầy được là m sẽ nhỏ hơn 3x bình phương cộng 6x với mọi x thuộc khoảng âm vô cực không. Điều này chứng tỏ rằng là m phải nhỏ hơn cái giá trị nhỏ nhất của cái hàm số 3x bình phương cộng 6x trong cái khoảng âm vô cực không. Thế bây giờ thầy hướng dẫn các em dùng máy tính để tìm cái giá trị nhỏ nhất này. Chúng ta sử dụng chế độ menu mấy các em? Chúng ta sử dụng chế độ menu 8. Menu 8 các em này. Đây là menu 8 rồi. Đây là nằm ở chế độ menu 8. Thì khi đó các em sẽ nhập cái hàm số 3x bình phương cộng với 6x. Sau khi các em nhập xong thì các em nhấn bằng. Các em chọn là cái khoảng âm vô cực không thì các em có thể lấy từ trừ 10 đến 0. Là được rồi. Âm 10. Nhấn bằng tiếp xuống số 0. Các em lấy 0 trừ 10 là dương 10. Các em chia bằng 4. Nhấn bằng tiếp. 10. Chia cho bằng 4. Bằng. Như vậy ở đây các em đi tìm cái gì các em? Các em đi tìm cái giá trị nhỏ nhất thì các em dò. Thế chuyển qua giá trị nhỏ nhất nằm đây các em. Cái số này chúng ta dò cái giá trị nhỏ nhất là số nào. Chúng ta bấm nhanh một tí. Một phẩy tám. 0,2. Xuống số âm được em. Âm 1,9. Âm 2,6. Âm 2,94. Âm 2,97, gần bằng 3, ở gần bằng âm 3 các em. Bây giờ nó tăng lên rồi các em. Nó tăng lên rồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là âm 3 có thể là giá trị nhỏ nhất. Thì nhìn tiếp, nó tăng lên rồi các em. Như vậy là các em thấy cái giá trị nhỏ nhất là âm 2,975, tức là âm 3 rồi các em. Các em thấy âm 3 nó có trong cái đáp án B đấy các em. Như vậy M nhỏ hơn hoặc bằng âm 3 thì chắc chắn chúng ta cho đáp án B rồi. Thế thì bây giờ cũng bài này.
thầy sẽ hướng dẫn các em giải bằng phương pháp tự luận tiếp cái phần này. Ngoài cách trình bằng ý bằng máy tính cầm tay thì chúng ta giải tiếp. Muốn giải bài này tìm cái giá trị nhỏ nhất của cái hàm số ở trong ngoặc đơn này thì các em phải đặt tên của hàm số này. Thầy gọi rx là hàm số 3x nhân phương cộng với 6x. Các em lấy đạo hàm thì các em được 6x cộng với 6. R phải bằng 0. Chúng ta sẽ được tương đương với là 6x cộng 6 bằng 0. Tương đương với x bằng âm 1. Bây giờ chúng ta lập bảng biến thiên của R. Chúng ta chỉ xét trong cái khoảng từ âm vô cực đến 0 thôi các em nhé. 0. Trong đây có âm 1. Tại âm 1 thì R phải bằng 0. Lớn hơn nghiệm thì cùng dấu về số A là cùng dấu về 6. Như vậy là dương. Nhỏ nghiệm âm. Từ đây chúng ta lập cái chiều biến thiên, vẽ cái chiều biến thiên. Bây giờ chúng ta ghi tại x bằng âm 1 thì r bằng bao nhiêu cả? Bằng âm 3 này. Còn tại x bằng 0 thì r sẽ bằng 0. Khi x dần tới âm vô cực thì r này dần tới dương vô cực. Vậy các em thấy rằng m nhỏ hơn cái giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất là của hàm số này âm 3. Thì m nhỏ hơn bằng âm 3 thì chúng ta kết luận ngay. Vậy m bé hơn hoặc bằng âm 3. Thì chúng ta cũng có cái đáp án giống như lúc này chúng ta đã chọn khi chúng ta sử dụng máy tính cầm tay. Như vậy là bài này các em thấy nó cũng đơn giản đúng không nào? Bây giờ chúng ta sang bài số 2. Bài này là cái khoảng âm vô cực 0. Bây giờ thầy sang cái bài kế tiếp là cho một cái khoảng khác đi. Khoảng là 1 cộng vô cực. Đây cũng là tìm tất cả các giá trị m để hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x nhân phương cộng m x cộng với 2 tăng tức là đồng biến các em trên khoảng 1 cộng vô cực. Thế thì chúng ta vẫn làm như cũ, đạo hàm y phẩy sẽ bằng 3x nhân phương trừ 6x cộng m. Hàm số đồng biến trên khoảng 1 cộng vô cực thì tương đương với y phẩy lớn bằng 0 vì mọi x thuộc khoảng này. Chúng ta làm cũng như vậy. Tương đương với 3 nhân phương trừ 6 x cộng m lớn bằng 0 với mọi x thuộc cái khoảng 1 cộng vô cực. Thầy biến đổi thêm một tí nữa để chúng ta tìm biến đổi m về một vế để chúng ta lập bảng biến thiên. Hoặc có thể là dùng máy tính cầm tay. Như vậy là thầy viết lại là m sẽ lớn hơn là trừ 3 nhân phương cộng 6x với mọi x thuộc khoảng 1 cộng vô cực. Điều đó chứng tỏ rằng m sẽ lớn hơn giá trị lớn nhất của hàm số này em, trên cái khoảng 1 cộng vô cực. Lớn bằng mắc. Thì cách tìm mắc thì chúng ta cũng dùng máy tính. Chúng ta nhấn AC để chúng ta trở về hàm số này. Trừ 3x nhân phương. Trừ 3x nhân phương cộng 6x. Như vậy không có gì thay đổi đúng không ạ? Ban đầu là chúng ta cho bằng 1. Các em lưu ý là 1. Trên máy tính nó hiểu là nó tính tại cái điểm 1 trên máy tính. Chứ nó không phải tính khoảng này. Thì chúng ta nhập 1. Trên máy tính là tính tại điểm 1 luôn các em nhé. Đến cộng vô cực thì chúng ta có thể chọn đến số 10 cũng được. Số 10 là nó hơi lớn. Chúng ta chọn đến số 7 cũng được. Nhưng mà thôi. Thì chọn đến 20 nó xa quá các em. Nhấn bằng. Như vậy là cái khoảng 1,10 là đại diện cho một cộng vô cực để chúng ta đi tìm cái giá trị lớn nhất của cái hàm số trong ngoặc đơn. Chúng ta nhấn xuống đây. Bằng tiếp chúng ta lấy 10 trừ cho 1 là còn 9. Em chia cho 44. Bằng. Bây giờ chúng ta đi tìm gì các em? Tìm giá trị lớn nhất của hàm số này. Tại 1 bằng 3 là lớn nhất. Em thấy lớn đúng không? Lớn hơn này. Những cái số sau nó nhỏ dần em. Xuống âm đây. Bấm nhanh nhé. Nó có âm rồi. Đến 45 là hết kết thúc. Em thấy số 3 là số lớn nhất đúng không? Như vậy là em mơ lớn mắc mà mắc. Giá trị này bằng 3. Như vậy chúng ta kết thúc.
Vì m lớn hơn hoặc bằng 3. M lớn hơn hoặc bằng 3 thì chúng ta chọn đáp án nào các em? Đáp án B đấy. Chúng ta kết thúc. Bây giờ thầy hướng dẫn các em giải bằng phương pháp tự luận tiếp theo này. Chúng ta đặt r ra bằng trừ 3 x bình phương cộng với 6 x. Chúng ta tìm đạo hàm r phẩy. Chúng ta giải r phẩy bằng 0. Thì chúng ta được x bằng 1. Bây giờ chúng ta lập bảng biến thiên của r. Chúng ta chỉ xét trong cái khoảng từ 1 cộng vô cực. Nó có nghiệm là 1 tại điểm mút bên trái là em. 1 là nghiệm em. Khoảng ở cùng bên phải là cùng dấu với âm 6. Dấu âm. Em vẽ chiều biến thiên. Bây giờ tại 1 tại 1 thì các em thay vào đây các em được là r bằng 3 đúng không? Còn khi x trên tỷ dương vô cực thì khi r x trên tỷ âm vô cực. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra là m lớn hơn giá trị lớn nhất là lớn hơn bằng 3 đấy. Như vậy chúng ta kết thúc. Như vậy là qua hai bài này là rèn luyện cho các em hai cái kỹ năng giải tự luận và giải trên máy tính. Bây giờ chúng ta sang một cái bài thứ ba. Thầy cho một cái khoảng AB. Như vậy là chúng ta được cả cái dạng của bài tập của loại này. Bài số 29. Tập hợp tất cả các giá trị tham số m để hàm số x mũ 3 trừ m bình phương trừ cho m trừ 6 x cộng 11 đồng biến trong khoảng 0,4. Chúng ta cũng có 4 đáp án. Thì cái giải chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Đầu tiên chúng ta đi tính đạo hàm. Y phẩy sẽ bằng 3 x bình phương trừ 2 m x trừ cho mở ngoặc 6 m trừ 6. Hàm số đồng biến trên khoảng 0,4 thì tương đương với y phẩy lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 0,4. Tương đương với là chúng ta viết y phẩy vào các em. Bây giờ thầy sẽ nhân ra, bởi vì các em thấy m đây là bậc nhất, cho nên chúng ta sẽ nhóm m lại để chúng ta thực hiện một phép tính giống như hai cái bài trước. Tương đương với này, thầy nhân vào này, 3 x bình phương này, trừ 2 mx này, trừ m cộng 6 lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 0,4. Bây giờ thầy đặt m ở bên trái này làm nhân tử chung. Đường nào. Thầy chưa đặt m về trái nhân tử chung mà thầy chuyển đi, chuyển trừ 2mx trừ m sang về phải đổi dấu thì em được cái bất phương trình tiếp là 3 x bình phương cộng với 6 sẽ lớn hơn hoặc bằng 2mx cộng với m về mọi x thuộc khoảng 0,4. Tiếp tục thầy nhỏ với m lại ở về phải thì thầy được là m thừa số cho là 2x cộng 1. Bây giờ các em để ý là chúng ta có thể chia hai vế này cho 2x cộng 1. Nhưng các em để ý cho thầy thì là với x thuộc khoảng 0,4 thì 2x cộng 1 này nó sẽ dương. Đúng không? Thế nhiên là chúng ta chia hai vế cho 2x cộng 1 thì chúng ta sẽ được một cái bất phương trình tương đương cùng chiều để chúng ta đưa về một vế lại m. Do x thuộc khoảng 0,4 cho nên là 2x cộng 1 dương. Để chúng ta thực hiện một phép chia như vậy tương đương với là 3 x bình phương cộng 6 trên 2 cộng 1 lớn bằng m. Như vậy thì từ đây chúng ta thấy rằng là m là phải nhỏ hơn mít của cái hàm số ở bên trái này trên khoảng 0,4. M bé hơn bằng mít của cái hàm số này trên cái khoảng 0,4. Thì bây giờ chúng ta tìm mít cũng dùng máy tính. Chúng ta nhập lại hàm số này là 3 x bình phương cộng 6. Chúng ta sửa lại thì thôi. Cộng với 6. Chả thấy quên đồng ngoặc. Đồng ngoặc. Chúng ta chia luôn. Cho 2 x cộng 1. Mở ngoặc em. Đồng ngoặc. Khi nào mở ngoặc đồng ngoặc thì các em kết hợp một lúc để các em chuyển vào để nó nhầm lẫn.
2 cộng 1. Kém nhân bằng. Kém sẽ nhập ban đầu là 0, kết thúc là 4. Máy tính nó sẽ tính đoàn 0,4 các em. 0 bằng 4 bằng. Chúng ta lấy 4 chia 4,4. 4 chia 4,4. Chúng ta tìm được bước. Bước rất nhỏ. Chúng ta nhân bằng tiếp. Bây giờ chúng ta tìm cái giá trị min. Bây giờ chúng ta sẽ nhận xuống, chúng ta tìm min này. 6 xuống 5 rồi này. Bây giờ chúng ta cho lại một tí. Nó giảm xuống 4,8 đúng không? Cho tiếp chứ nó có giảm đâu. 6. Chúng ta cho lại. 4,8. Chúng ta đâu còn tìm min của em nhé. 4,6, 4,4, 4,3, 4,2, 4,1, 4, 3,9, 3,8, 3,6, 3,5, 3,4, 3,3, 3,2, 3,1, 3,1, 3,1, 3,06, 3,02, 3,007. Như vậy là số 3 là nhỏ nhất được em. Số 3 là nhỏ nhất. Như vậy chúng ta có số 3 là nhỏ nhất đúng không? Thì số 3 nhỏ nhất thì chúng ta ghi vào bằng 3. Như vậy M sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 3. Chính là đáp án B đấy các em. Bây giờ thì hướng dẫn các em giải bằng phương pháp mà. Phương pháp tự luận ở cái phần này. Chúng ta đặt R. Đạo hàm thì các em tính nhé. Thầy chỉ ghi công thức đầu hàm sau khi thầy đã tính rồi. Dây phẩy là bằng 6x bình phương cộng 6x trừ 12 trên 2x cộng 1. Tất cả bình phương. Nhớ là đầu hàm của một thương là bằng đầu hàm tử nhân mẫu trừ đầu hàm mẫu nhân tử trên mẫu bình phương. Chúng ta giải dây phẩy x bằng 0. Thì tương đương với tử bằng 0. Tử 6x bình phương cộng với 6x trừ 12 bằng 0. Thì đây có dạng A cộng B cộng C bằng 0. Một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng C trên A là âm 2. Âm 2 không thuộc cái khoảng 0,4 như các em. Bây giờ chúng ta lập bằng biến thiên. Từ 0 đến 4 thôi. Âm 2 là cái nghiệm bên trái. Số 1 là nghiệm bên phải. Nghiệm bên phải cho nên ngoài số 1 tức là khoảng 1,4. Đạo hàm dương trên đoàn trên cái khoảng 0,1 thì đạo hàm âm, chúng ta vẽ chữ biến thiên. Thì chúng ta thấy tại x bằng 1 đó, thì y nó bằng 3 đúng cái giá trị chúng ta đang tính các em. Đây chỉ là giá trị nhỏ nhất. Như vậy là M sẽ nhỏ hơn nó bằng 3 đúng không em? Như vậy là chúng ta sẽ có kết quả giống như thực hiện trên máy tính vậy. Như vậy là thầy đã hướng dẫn các em tìm M để cái hàm số bậc 3 đơn điệu trên một cái khoảng cho trước. Đây là kiến thức cơ bản các em cần phải chú ý. Còn hai cái điểm nổi một này thầy không cần ghi là bởi vì chúng ta đang cần tìm cái giá trị nhỏ nhất, cho nên chúng ta chỉ ghi cái giá trị hàm số tại bằng 1 thôi. Phần tiếp theo chúng ta sẽ mở rộng tìm M để hàm số có cái dạng khác đơn điệu trên một khoảng cho trước. Và sau cái video này thì chúng ta kết thúc cái bài thứ nhất tính đơn điệu hàm số. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.